Hello anh em và chào mừng quý bạn và quý vị đã quay trở lại với kênh của mình. Đây là Taka Channel và bạn đang đón xem những câu chuyện kỳ lạ nhất hành tinh. Anh em biết đấy, đôi khi chúng ta chẳng để ý trong nhà mình có điều gì kỳ lạ hay không, bởi vì mọi thứ đều đã rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Nhưng những con người ở trong video dưới đây sẽ cho bạn biết sân sau nhà mình còn có thể có những vật thể kỳ lạ như thế. Mọi người thì đã tìm thấy những vật phẩm và những kho báu cực kỳ giá trị trên mảnh đất của họ, bao gồm một chiếc xe bị đánh cắp, một túi tiền mặt, hóa thạch cổ đại và thậm chí cả những vật thể bí ẩn nữa. Nghe rất là hấp dẫn rồi đúng không nào? Và không hoãn cái sự sung sướng ấy lại nữa, hãy cùng Taka đến ngay và luôn với 10 thứ công tưởng được tìm thấy ở sân vườn sau nhà. 10. Những đồng xu vàng trị giá hàng triệu đô la. Chuyện là một cặp vợ chồng ở Bắc California, Mỹ đã tình cờ phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ khi họ đang dắt chó đi dạo. Chôn ở dưới gốc cây sau nhà cặp đôi may mắn này là số tiền xu vàng trị giá 10 triệu đô la. Có tới hơn 1.400 đồng vàng, có niên đại từ năm 1847 đến năm 1894. Chúng đều ở trong trạng thái nguyên sơ và như mới vừa được sản xuất. Mệnh giá của các đồng tiền này nếu quy đổi thì chỉ là khoảng 27.000 đô la. Nhưng chúng rất là hiếm và cổ xưa, vì vậy có giá trị lớn hơn rất là nhiều. Cặp đôi này thì đã biết rằng mình sắp giàu to rồi. Một số chuyên gia tin rằng các đồng tiền đã bị đánh cắp, nhưng là vụ cướp nào thì họ không bao giờ chứng minh được. Các vợ chồng trên sau đó quyết định đã giấu tên và bán được giá 1.400 đồng xu mà mình tìm được. Đồng xu đầu tiên được bán là một cặp đại bằng vàng. Nó đã được đám đông cuồng nhiệt yêu thích và trả mức giá là 15.000 đô la Mỹ. Thậm chí một đồng xu nữ hoàng mang tên là 1866S Nomoto, mệnh giá 20 đô la, được hét lên với giá là 1 triệu đô. Qua là phê đi mà. Toàn bộ sưu tập đưa tính có giá trị hơn 11 triệu đô la Mỹ. Oh my god. Wow. 9. Cá sấu ở trong bể bơi. Ở Florida, việc một chú cá sấu trong bể bơi ở sau vườn nhà bạn là một điều rất là hiếm thấy. Và một cặp vợ chồng ở Bradenton khi nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau vườn nhà lúc nửa đêm đã phát hiện ra một con cá sấu dài đến 2,5 mét đang bơi vòng quanh bể nước nhà mình. Sau đó họ đã phải gọi đến phòng cảnh sát và chú cá sấu thì đã được đưa đến một nông trang ở Acarida. Qua là ghê luôn đúng không nào anh em? Đây thật sự là một con cá sấu cụ. Và Taka liên tưởng rằng nếu chính nó ở trong nhà mình đi ra đằng sau mà thấy một con cá sấu dài 2,5 mét như vậy, chắc là mình chết ngất vì sợ mất. 8. Thiên thạch. Trong khi các nhà khoa học đang dốc sức bay ra ngoài trái đất để đem về một ít mẫu vật, thì một người dân ở Komaki, cách Tokyo, Nhật Bản khoảng 250 km, lại nhặt được một thiên thạch có tuổi đời tương đương với sao Hỏa ngay trong sân vườn nhà mình. Vụ việc thì đã được đài NHK ở Nhật Bản đưa tin. Chủ nhà, một người không được nêu tên, đã ra ngoài và tìm thấy vật thể lạ vừa rơi mầm đến nóc và sân vườn nhà mình. Nó đã làm hư hại một phần mái nhà. Người này sau đó phát hiện ra một tảng đá bị vỡ làm ba, có bề ngang khoảng 10cm, 5cm và 4cm đang rơi ở trong vườn. Nghi ngờ nguồn gốc của tảng đá, chủ nhà đã đem nó đến Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản. Tại đây thì các chuyên gia đã giám định sơ bộ và bất ngờ khi biết rằng đây thật sự là một thiên thạch có tới 4,5 tỷ năm tuổi. Có thể nói, nó là một vật xưa như trái đất, bởi vì trái đất của chúng ta ước tính cũng chỉ từ 4,5 đến 4,55 tỷ năm tuổi mà thôi. Trong khi đó tuổi đời của hệ mặt trời vào khoảng 4,6 tỷ năm. Hiện Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản đang làm thủ tục đăng ký cho thiên thạch Komaki với Tổ chức Thiên thạch Quốc tế. Là một trong các vật thể cổ xưa nhất đã được loài người phát hiện, thiên thạch Komaki sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hứa hẹn đem đến các thông tin thú vị. Các nhà khoa học thì vẫn chưa xác định được nó có thuộc về hệ mặt trời của chúng ta hay không. 7. Loài báo guepard. Khi một cậu bé 9 tuổi ở Hamilton, Cambridgeshire, nước Anh vừa chạy về với mẹ, vừa hét là có một con báo guepard ở trong vườn. Ba mẹ là cô Julian Taylor
lúc đầu đã không để ý vì nghĩ rằng đó chỉ là trò nghịch ngợm của thằng bé mà thôi. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ bếp, cô đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con cô không hề nói đùa. Hóa ra đó là một con báo dài gần 2 mét đã sổng ra từ một vườn thú gần đó. Nhân viên sử thú đã ngay lập tức đến và bắt kẻ đầu tàu về chuồng. Ở vị trí thứ 6 thì đó chính là câu chuyện nhặt được 150.000 đô la tiền mặt. Nghe như chuyện đùa, nhưng vào tháng 8 năm 2011, Wayne Saban, một người đàn ông 51 tuổi sống ở Illinois, Mỹ, đã tìm thấy một chiếc túi đựng số tiền là 150.000 đô la khi ông này đang thu hoạch súp lơ xanh ở khu vườn sau nhà mình. Ông thì đã trình báo sự việc cho cảnh sát với hy vọng rằng nếu không ai nhận số tiền thì cho đến cuối năm 2012 nó sẽ là của ông một cách hợp pháp. Chẳng bao lâu sau đó, bà Dolores Johnson, hàng xóm của Saban, nói rằng mình là chủ nhân của số tiền này và bảo rằng bà đã vứt nó đi bởi nó đã bị ma ám. Tòa án thì đã trao lại một phần số tiền cho con gái của bà Johnson và một phần trong số đó được chuyển đến cho Saban. Tuy nhiên, Saban thì đã chết chỉ 10 ngày trước khi nhận được phần thưởng. Và quả thật là số tiền này có khi bị nguyền rủa thật, vì ông Saban đã chết khi tìm được nó không lâu. Ý kiến của anh em về câu chuyện này như thế nào? Cùng cho mọi người biết nhé. 5. Bộ xương người 1.000 năm tuổi. Aliatuk ở Utah đang đào một cái ao ở sau sân nhà cho cha của mình thì cậu gặp một điều gì đó bất thường. Cậu bé 14 tuổi nghĩ rằng mình đã tìm thấy những mẩu xương động vật, nhưng sau khi tiếp tục đào lên, cậu nhận ra rằng đây có thể là xương người. Aliatuk đã phát hiện ra mảnh xương đầu tiên nằm cách mặt đất khoảng 2 mét. Và sau khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng nhận ra rằng bộ xương này nhiều tuổi đến mức khó tin và chuyển vụ việc cho Cục Di sản và Nghệ thuật Utah. Các nhân viên ở đây thì xác định rằng bộ xương thuộc về một người Mỹ bản địa đã sống hơn 1.000 năm trước. Con người đã chiếm lĩnh khu vực này của Utah trong hơn 10.000 năm. Và ở thời gian gần đây, Cục Di sản và Nghệ thuật Utah đã gặp nhiều trường hợp tương tự như vậy. 4. Voi mammut. Một gia đình ở vùng nông thôn nước Anh đã ra vườn để hái quả mâm xôi, nhưng họ đã trở lại với nhiều thứ hơn là chỉ những quả dâu. Gia đình này thì đã phát hiện ra một khúc xương voi mammut dài tới 1,2 mét. Và đây chỉ là khởi đầu của câu chuyện. Sau đó thì họ còn tìm thấy nhiều thứ hơn ở trên đất của mình. Người cha đã lấy khúc xương lớn nhất đến Đại học Bishop để xác định được chính xác. Bảo tàng lịch sử tự nhiên của trường sau đó đã tiếp tục khai quật và tìm thấy một số đoạn xương khác ở trên chính mảnh đất này. Những chiếc máy xúc lớn đã tìm thấy các bộ phận của ít nhất 3 con voi mammut, mặc dù không có con nào trong số chúng là hoàn chỉnh cả. Các nhà nghiên cứu tìm thấy một số xương chân, răng và ngà voi. Sau khi kiểm tra khám phá của mình, các nhà khoa học thì đã xác định rằng những bộ xương voi mammut này có khoảng 13.000 đến 14.000 năm tuổi. Quá là phê đi mà. Ở vị trí thứ 3 thì họ tìm thấy một cái két sắt rỉ. Một cặp vợ chồng ở Bỉ làm vườn và chú ý đến một mảnh kim loại nằm ở gốc cây trong vườn nhà họ. Nhưng họ nghĩ rằng đây chỉ là một hộp điện cũ hoặc là dây cáp mà thôi. Nhưng vì tò mò, hai vợ chồng vẫn quyết định lôi nó lên và không ngờ rằng đây thật sự là một chiếc két sắt cũ. Trong két, họ tìm thấy tiền ướt và rất nhiều đồ trang sức khác ở trong một túi nhựa. Có hàng tá nhẫn, bao gồm một nhẫn đính hôn, kim cương và các trang sức đắt tiền khác. Ngoài ra thì còn có một mảnh giấy ghi địa chỉ hàng xóm của họ. Hai vợ chồng liền đến nhà hàng xóm và hỏi họ đã từng bị cướp hay là mất gì hay chưa. Người hàng xóm thì liền trả lời rằng két sắt của họ đã bị đánh cắp vào đêm sau Giáng sinh năm 2011. Người hàng xóm thậm chí còn kể chi tiết trong két chứa những loại nhẫn nào và số tiền mặt trong đó là 52.000 đô la. Cặp vợ chồng kia thấy vậy liền trả lại chiếc két cho hàng xóm của mình. Khi cặp đôi được hỏi tại sao lại không giữ nó làm của riêng, họ trả lời rằng: thậm chí đừng nên đặt một câu hỏi như vậy, nó đơn giản không phải là của chúng tôi. 2. Nữ diễn viên nổi tiếng. Năm 1996, nữ diễn viên 47 tuổi, gốc Canada, Margot Kidder đã đóng vai Lois Lane đầy khí phách trong bộ phim siêu nhân và cô được người ta tìm thấy ở trong sân sau một ngôi nhà ở Glendale, California. Nữ nghệ sĩ này khi ấy đang vật lộn với bệnh tật và những khó khăn tài chính. Cô đã mất tích 3 ngày trước khi được tìm thấy. Theo cảnh sát cho biết, cô đang trong tình trạng mặc bộ quần áo bẩn thỉu, mất vài chiếc răng, hoảng loạn và mắc chứng hoang tưởng. Sau đó thì nữ diễn viên được chẩn đoán là bị rối loạn lưỡng cực và được cho vào viện tâm thần. Ở đó thì cô đã hồi phục hoàn toàn.
Và vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay, đó chính là vật thể pha lê bí ẩn. Ở Ontario, Canada, hai chị em đang đào bới sân sau vườn nhà mình để tìm dù cho chuyến đi câu sắp tới, thì họ phát hiện ra một vật thể lớn, trong suốt, sáng bóng với màu sắc hơi xanh. Một số người tin rằng đó là một phần của khối thiên thạch đã rơi xuống đây một tháng trước đó, nhưng dường như không ai có thể xác định được điều này. Gia đình hai cô nàng thì hy vọng rằng vật thể này có giá trị lớn và đem đi bán ngay được thì càng tốt. Những chuyên gia về đá quý và khoáng sản của địa phương thì không hề biết nó là gì. Vì vậy, khối pha lê xanh được gửi đến Đại học Waterloo để làm các xét nghiệm. Người phụ trách bảo tàng khoa học của trường cuối cùng đã xác định được vật thể này, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Hóa ra đây chỉ là một khối thủy tinh nhiều màu được dùng làm vật trang trí sân vườn mà thôi. Nó chuyển sang màu xanh và nhìn khác lạ đi một chút vì đã bị chôn dưới đất quá lâu. Sau khi xác định được chính xác, nó được gửi trả lại cho hai chị em. Và cả nhà này thì đã được ăn một cú lừa cực mạnh và được một phen mừng hụt. Thật sự thì đây là một video rất là thú vị, đúng không nào? Nhưng hơi tiếc một chút vì đến đây thì cũng là hết rồi. Đừng quên để lại bình luận của bạn cho mọi người cùng biết nhá. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay, hãy like và share video này với bạn bè và subscribe tại channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.